Em bảo chú ra đây mà. Em không muốn đi vào nhà chú ấy, bởi vì là đi nhiều chỗ không thích đi vào. Đang đi vào chuồng làm tay xanh. Chị thì hôm nay chị đi lịch làm tay xanh à? Ừ. Vụ này lợn kia về em sẽ có giải pháp cho chị, mà lúc nó đẻ sai mà chị không nuôi nổi thì thôi. Mong được vừa vậy. Hai ba con nuôi chắc không nhiều đâu. Đẻ nó bé to quá, nhiều quá nhưng mà con nó không đều. Quan trọng là đẻ nhiều mà đều mới là thích cơ. Ừ, nhưng mà phải nuôi được chứ. Thế thì thôi, ta ứng dụng nửa đàn thôi. Chúng ta thử nghiệm nửa đàn thôi. Ừ. Đấy là của chị, còn đây là chú Tân này. Cái đấy là cái cầm tiêu chảy đấy. Đây, để soạn đơn ra không là nhợ nhầm, khổ lắm. Đây là ba lọ này là ba lọ gluco được tặng theo 13 con nái này. Đây là 20 lọ chứ. 20 lọ này. Rồi, đủ chưa? Đấy. Ba lọ này, men lacto 5 là vừa cầm rồi này, một can sát trùng này. À, ba cân điện giải này. 5 cân men này, 5 cân kích thích miễn dịch này, 5 cân beta này, 10 amoc này, amoc 50% đây này, mấy lại 20 lọ gluco kia, đủ rồi. Đây, cái này chị để tủ lạnh đi. Còn của nhà chú là nguyên bên này. Đây, của chú cháu kê cho chú nhá. Tặng một cái dao thiến này, và tặng một cái cặp tiêu chảy này này. Đây, quà tặng này, không lại thắc mắc là khách hàng VIP mà lại không được tặng quà. Có thích mới cái dao thiến mà xin mãi không được. Enzo 20% này, amoc này, hô hấp này, gluco này. Đây, cái ben tép của nhà cháu nó khác với ben tép của chú mua cái này. Mà nó để lắm ga lắm, rồi. Đây này, chú nhìn nhá. Khi mà lắc đều lên cái chú đứng lại, chú thả lọ cái là thò này, nó nước trả về vân trong quất này. Đấy, nó không đục đục đục. Không, ngày trước tôi cùng tiêm thì nó không có sùi, nhưng mà gần đây này ngoại làm sao mà nó lại lắm ga, lấy thuốc là nó phôi thế này. Cái ben tép này đa phần là nó sẽ sùi đấy chú ạ. Nó có ga đấy. Đây của chú này, cháu bảo chân cái beta này nó sẽ tốt hơn, chú đỡ phải mua sữa này. Rồi. Tự dưng tiết kiệm được 200.000 tiền sữa. Không thì đấy trước đấy. Lấy đây. 8 cân nọ, 8 cân kia. Với lại cầu trùng với lại thuốc tiêu chảy ở bên dưới. Chị mua ngoài amoc. Chị lấy amoc 50 rồi, còn chú trộn lợn con nên chú trộn amoc 20 với lại cô cầm tiêu chảy thôi. Không, đây cũng đấy. Lấy một gói amoc 50%. Đây chú trộn gói cầm tiêu chảy cấp này với gói này. Thì là hai gói là luân phiên, ví dụ vừa mới tách ra thì nên trộn amoc. Rồi xong cái đợt sau thì mình lại trộn, lúc nào bị tiêu chảy thì mình trộn cầm tiêu chảy cấp. Rồi. Đấy, cho nó đỡ nhờn thuốc. Kháng thể thì để trong này, tí nữa nó cho tôi bóng xong cầm về sau. Ở đây thích nhở, ngồi ở đây mát thật đấy. Khoai lang, khoai lủng gì đấy, vợ đang ăn khoai lang. Đấy. Cho em ăn với. Đấy. Em thích ăn khoai lang. Toàn cái phớ, cái phấn gì thế này. Tưởng em chiều về may mà chưa đi làm vaccine đấy. Bác sĩ bỏ này. Không, em phải về nhà chị trước, xong rồi tí nữa em mới sang nhà anh Dương ăn cơm. Anh Dương hôm nay là liên hoan. Liên hoan là vì cái kiểu là xung quanh nhà anh bị dịch tả châu Phi, nhưng em vẫn giữ lợn được cho anh, nên là hôm nay anh được bán lợn, nên anh mời em về liên hoan. Ai à, đấy, cứ đi như vậy là có khi là tiện, đỡ phải đi lấy, đang bảo mai mà gửi xe này thôi. Em cứ đi chuyến nào thì em sẽ gọi điện trước cho mọi người mà. Thế mà hôm nay chả giữ cho tôi thì hôm nay tôi mời khách sạn luôn. Để tôi ra đi hết cả. Méo hết cả mồm. Vấn đề là khi mà xuống đến đây thì mọi người đã bị rồi, nên không còn cách nào nữa. Hôm nhà tôi đã bị đâu, mấy hôm sau bị một con bỏ ăn hôm tới điện đấy. Thì lúc mà cháu biết ở dưới này có dịch thì là lúc đấy cũng lại biết được rằng là ở này đã, dưới này đã bị rồi. Thực ra là nhà anh với nhà chú là nằm trong tầm ngắm của cháu hết rồi, là bị rồi. Chứ còn nếu mà nằm trong tầm ngắm mà không bị thì em đã khuyến cáo làm như kia. Đâu, hôm đấy nhá, chị bị ấy, chị bảo con em đấy, em bảo là chị phun sát khuẩn. Đúng không đấy? Nhưng mà chị phải nắm được như này này. Xung quanh đây nó bị hết rồi thì làm sao mà thoát được. Nên em mới bảo là nếu mà làm tốt thì sẽ cứu lại được nái như chú Tân này đấy. Em bảo chú làm tốt thì chú cứu lại được nái. Chị bây giờ chú bảo là bà ở chuồng bà, còn tôi ở chuồng tôi. Tôi với ông bà không liên quan. Về còn phải trèo bờ rào để lấy quần áo để đi tắm này, chị biết rồi đấy. Nhà chị thì cũng may nha. Toàn đi tắm nhờ đây. Ông chồng nhà chị vẫn đi từ chỗ nào hôm kia. Nhưng mà nhà chị dập dịch nhanh. Thì đã bảo rồi, bị cái là khoanh vùng ngay. Nhưng mà nhà chị vẫn giữ, ngoài đấy vẫn giữ được gần 60 con. Ừ. Vẫn là nào bị cái là khoanh vùng ngay. Chứ còn cứ cái kiểu là dấn từ chuồng nọ sang chuồng kia. Với lại ấy, nếu mà nhà chị mà đã thông chuồng như này ấy, thì sau này là phải làm hố vôi. Tức là liên tục là tất cả những cái đường lối đi lối lại là lúc nào cũng có nước vôi. Cái hố ngay chỗ kho đấy, đấy. Đường đi lúc nào cũng chẳng hạn là ủng lội ở trong vôi để mình đi từ chuồng nọ sang chuồng kia, từ ô nọ sang ô kia, lúc nào nó cũng được an toàn. Bài hơn một tháng rồi chưa ra khỏi ngõ, bây giờ mới đi. Đấy. Bây giờ mới ra ngõ. Thì vấn đề là khổ thế này. Còn khổ hơn cả Covid ấy. Khổ hơn Covid còn không sao. Hơn cả Covid ấy. Hôm nọ anh Dương anh bảo là mày bán ở trong Đại Hùng nhiều, ở trong khu nhà anh cũng nhiều, thế thì mày mở me quầy ở Duy Tiên đi.
Ngày xưa bọn tôi toàn phải xuống cái nhà Duy Tiễn lâu được. Này lại quên nó tận Hòa Mạc ấy. Đồng Văn xuống mấy. Phải xuống tận đấy mới có hãng ngày xưa. Không, Duy Tiên Hòa Mạc thì xa lắm. Mở ngay Đồng Văn này này. Đồng Văn này. Đấy, Đồng Văn xuống còn 2-3 cây nữa. Đấy, lúc bây giờ đường đi Hòa Mạc đấy. Nếu mà mở được ở Đồng Văn này nhá, thì rất là tiện là đi vào bên trong Chính Lý, Nguyên Lý, rồi Lý Nhân, rồi kể cả xuống Vinh Trụ, thì cũng bằng là từ đấy vào đến đây. Thì là mình phải xác định là mình mở ở trung tâm. Và ví dụ như mình mở ở đấy thì mình tiện là mình ra đường 1, mình gửi xe cho các tuyến khác cũng được. Đúng rồi, là chúng tôi tiện. Hôm vừa rồi em đi tìm nhà, em định thuê nhà rồi. Em định thuê nhà mở rồi, nhưng mà xong cuối cùng là đang định thuê nhà thì bắt đầu vùng dưới này nó nổ tả châu Phi, thế là không dám mở nữa. Bây giờ mà mở ra đầu tư cơ sở vật chất ra là tủ này, tủ lạnh này, tủ kính này, thế lại thuê nhân viên về đây này, thế là lúc đấy là tiền chi phí cố định lúc nào nó cũng có rồi, mà mình không bán được hàng là mình chết. Nên là bảo là khi nào phải ổn định thì mình mới mở. Mở về đây phục vụ mọi người cho nó gần. Nó cũng ổn định đỡ đấy nhỉ, khu vực này giờ nó cũng... Khu này bị đầu tiên thì bây giờ khu này lại ổn đầu tiên. Bây giờ cách đây mấy cây lại đang bị ác rồi. Đây. Không có cái trại kín bị này, ở dưới mạng dưới... Bình thường cái tả châu Phi này nó không có cái biểu hiện là cứ tiêm thì ăn mà không tiêm thì không ăn đâu. Không, nếu mà tiêm có, cái kháng thể vào mới hạ sốt. Nếu tiêm kháng thể hạ sốt thì nó vẫn nhìn như ăn. Nó chỉ được 1-2 ngày đầu tiên thôi, xong đến ngày thứ 3 là nó bỏ hàng. Ê con, ở cái đàn đầu tiên đàn to của cháu nha. Đấy, buổi sáng nhá thì nó tiêm vào hạ sốt các thứ, nó ăn mà người nó lại vẫn ra chơi bình thường. Chiều đến nó sốt. Đấy, nó chỉ đúng được 2 ngày nó chết. Về ông ấy mổ ra thì cái đách của nó vẫn bình thường cơ. Nó lại không sưng như nó vẫn hơi hăng rồi, nói chung nhưng mà là ông ấy bảo là nó cứ như là thịt chả của nó như có cái lấm chấm tụ máu á. Ông bảo đấy, là tụ huyết trùng ấy. Tụ huyết trùng đấy, tụ huyết trùng cấp nó cũng học máu mồm mà. Chị biết thế, nhưng mà con đấy hôm nay nó chỉ nhiều quá. Mà nó lại rất là giống biểu hiện kia, bởi vì là bệnh tả châu Phi nó cũng lại chảy máu không không cầm. Tiêm nó cũng chảy máu không cầm. Nói chung là tả châu Phi này nó phải sốt. Thì mọi người bảo chị là kiểu gì nó phải sốt, cầm máu của người tiêm thử xem là nó có cầm không. Nếu mà mua cái đấy mà tiêm thử nó mà cầm thì là không phải. Này lại bắt nó có yếu chân không? Yếu chân hay không là do mình bắt. Bản thân nhá, như em đi gặp rất nhiều đàn rồi, ví dụ như nhà một cái chú ở Hưng Yên, chú bắt về 21 con, cả 21 con đau chân, đau đến nỗi còn bò đi ăn, không đứng được. Đau như kiểu là mồm long móng, nhưng đâu có phải là mồm long móng đâu, bởi vì nó vẫn ăn. Đau không bò đi được, nên là cứ còng chống cái đầu gối này để bò. Bò xong là chú này mang cám ra gần đến nơi chăm sóc trực tiếp. Thế xong là đến lúc mà phát hiện ra là chú ấy bắt lợn không phải đúng ở cơ sở uy tín, không phải đúng là cơ sở giống tốt. Công ty giống tốt, giá tốt đấy, mà chị định mua đấy, chị mua đấy, mai chị bắt đấy. Là mang về, ký hợp đồng rồi. Nhưng mà họ bảo là con nái hậu bị Đan Mạch là nó lên 12 triệu một con, thì chú bắt đầu chú tiếc tiền. Thì chú bảo bây giờ mà nhập 12 triệu con nái thì không đủ tiền. Thế là chú quyết định chú nhập Canada. Thế nhưng mà đến lúc mà chú quyết định chú nhập Canada thì không hiểu là thằng rời hơi đất hỡi đấy nó lại lấy số điện thoại được của chú ấy ở đâu ra, gọi điện nhắn tin cho chú liên tục, chăm sóc chú liên tục. Thế chú bảo là thế bây giờ mày lấy cái gì để mày đảm bảo cho tao là tao bắt được con nái chuẩn. Thế nó bảo cháu mang cả bố mẹ cháu ra đảm bảo. Mang cả bố mẹ cháu ra đảm bảo mà đến lúc bắt con lợn về đau chân không đi được, xong ho. Xong bắt đầu nhưng mà không bỏ ăn. Cứ ho và cứ đau chân thôi. Em xuống cái nơi, ai lại con lợn nái cái má nó sẽ xuống như kiểu là lợn cổ thì rụt, xong bắt đầu má nó cứ chạy giống như này này. Thế bảo là chú chắc chắn chú bắt vào cái lô lợn này là lô lợn loại. Chị để ý cái hôm mà em đi bắt lợn cho anh Cường ấy, là tất cả những con mà má nhiều má ấy, là em gạt hết. Và tất cả những con nào đau chân là em cũng gạt hết, bởi vì mình lên đến đấy rồi là mình có quyền lựa chọn. Con nào ưng mắt mình thì mình cho lên xe, còn không ưng mắt mình là mình gạt lại bình thường. Tật nhiều ở chân. Đấy là quyền lựa chọn của mình. Thế nên tại sao em mới bảo là có thể trong mắt em con lợn đấy là ok, nhưng có thể là trong mắt mọi người thì nó lại không ok. Thế nên em mới bảo là nếu mà ai đi bắt lợn được là tự đi chọn được là cái tốt nhất. Bởi vì lên đấy thoải mái chọn luôn. Nó cứ cho ra tầm khoảng 3 đến 4 đến 5 con trong một cái ô đấy, nó lên một cái cân đấy. Thì là mình chọn con nào được thì là để im đấy, còn con nào không được thì đuổi vào, xong đó cân, đẩy lên xe, xong. Nhà chị 13 con nên chọn một tí nữa xong mà. Hôm trước em chọn cho anh Cường mười mấy con đấy cũng thế. Ông ấy nhìn cũng nhiều con cũng xấu vậy. Nhiều con xấu, đấy nhưng mà anh Cường về đến nơi là anh Cường phản ánh là lợn của anh là không bị đau chân là cái nhất. Mà thứ hai là lợn của anh ấy về cháu hướng dẫn cách làm. Thứ nhất là về là ngày cái lúc mà bắt lợn về kể cả nửa đêm thì cũng đầu tiên là phải hòa men cho uống, không được hòa điện giải. Hòa men cho uống trước, bởi vì là hòa điện giải là nó sẽ có chất chua nên là nó sẽ làm gây rối loạn cái hệ tiêu hóa. Nên là mình phải hòa men cho uống trước, xong 2 tiếng sau thì mình hòa điện giải. Hòa điện giải xong bắt đầu 2 tiếng sau thì hòa beta C cho uống để cho nó khỏe lợn lên, xong bắt đầu tầm khoảng 20 đến 24 tiếng sau bắt đầu mới cho ăn, nhưng mà cho ăn ít thôi. Tầm khoảng 3 4 nạng một con thôi, xong bắt đầu mình mới cho ăn tăng dần lên, không được cho ăn nhiều cùng một lúc.
Thế xong là anh ấy làm như thế, anh làm y gì như thế thì đến bây giờ lợn của anh ấy phản hồi rất là tốt. Này lợn đẻ mình truyền điện giải đâu, không hay là mình chỉ truyền đường truyền muối thôi. Chỉ cần truyền đường truyền muối thôi. Cũng chẳng cần nhất thiết phải truyền hoa quả đâu. Chỉ cần đường với muối thôi, bởi vì nó sốt nó mất nước mà mình cái thao tác truyền của mình là để cấp nước lại cho nó là chủ yếu thôi mà. Chị có đẻ chị cứ trộn truyền 2 ngày. Nếu như gặp trời nóng như này là cứ bắt đầu đẻ thì cũng bắt đầu truyền luôn. Bởi vì đa phần nóng như thế này mà để lúc mà đẻ xong rồi mà nó bỏ ăn là lúc đấy rất là khó chữa. Nên là tại sao mà cứ mày đẻ thì tao cũng truyền. Thế là đẻ xong thì cũng là truyền xong. Còn đấy là chị tôi nó vắng lắm. Rồi là kháng sinh thì toàn tiêm mình luôn tục truyền hết. Tiêm vào bẹn xong rồi rút cái ấy là ông tiêm lừa không tiêm sữa, hết tiêm không cảm sao đâu. Không, chị chẳng không, đáng. Không lên tiêm như thế đâu chú ạ. Xong rồi sau này nó sưng ấy, chẳng qua nó ở bên dưới chú không nhìn thấy đâu, sau này nó sẽ bị áp xe đấy. À kháng thể mình truyền các nước được nhỉ? Ừ, hô hấp thì được. Benitep thì cũng không nên. Benitep vẫn là nên tiêm bắp. Rồi Benitep thì toàn tiêm đấy mà cũng. À đúng nhỉ? Kháng thể mình không tiêm vào bắp mà mình truyền có nước được nhỉ? Truyền bơm qua đấy được không? Kháng thể thì là thực ra là nó sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi mà mình tiêm bắp. Chứ còn nếu mà mình truyền thì nó không phát huy được nhiều tác dụng, thành ra là mình tiêm nó vẫn là mất tiền tiêm nhưng nó không đạt hiệu quả như mong muốn. Hôm nay chị bảo ôi con này nó đang làm bú nó lười quá chị. Vừa rồi kháng thể rồi toàn truyền xong tôi tiêm vào cái dây đấy xong bắt đầu mới truyền nước theo sau. Thế cả cái oxytocin tôi cũng cho luôn vào. Oxytocin thì được. Hạ sốt thì được, thuốc bổ catosan các thứ thì được. Nhưng mà riêng kháng thể với lại những cái dòng thuốc dạng sữa thì là lên ưu tiên tiêm bắp, nó sẽ phát huy được tác dụng tốt hơn. Đấy. Bắp với chị kiểu nhiều con nó hôm nó đang đẻ tiêm được, hôm sau không tiêm nó đánh kinh lắm. Đúng rồi. Hất. Mấy lần tưởng gãy tay. Thế nhiều lúc mà nếu mà trường hợp như thế này nên chú nên là tại sao mà mọi người mình cũng khuyên cáo là lên tiêm kháng sinh chống viêm trước khi đẻ là vì cái tội đấy. Tiêm trước khi đẻ để lúc trước khi đẻ nó lành. Thường một số con nó đẻ xong nó giữ con, nó bênh con nên là em nó rất là giữ. Đấy. Ôi, vận động vào cái tai. Nhưng mà sau này chị nhập những cái dòng nái thuần này về thì chị yên tâm luôn. Đẻ xong một phát là cứ làm im do cho con bú, thích tiêm tiêm, thích vằn vằn kệ, không liên quan. Xem cái kênh và cái thằng ấy nó có mấy chạy cách đây, lớp nào nó in đi hết lớp đấy đây. Xong nó lại để cách nó xông hóc môn với lại thuốc đấy. Tím hôm xem cái kênh chạy của, mẫu chạy chuẩn của mà nó không green. Tiêm tay xanh đấy, cái thằng cao cao đấy. Chạy mẫu chạy chuẩn của Green đấy. Đấy Green. Green đấy. Nó không sạch lắm, không hết một lứa, nó cách chuồng nó cho khử khuẩn. Nó phun vôi ác nhỉ. Nhà... Nó như mình làm sao được. Nhà họ là phải đi mua đất để làm trại và diện tích đất và diện tích chuồng là phải đủ. Ví dụ như chăn 200 nái là bắt buộc phải xây từng này chuồng. Đấy. Nó không như mình là tự phát nên là nhiều khi là cái việc là mình nghỉ chuồng nó rất là hãn hữu. Nhưng mà người ta ấy, thì cái việc nghỉ chuồng một tháng là bắt buộc. Nếu không làm được như thế thì người ta sẽ còn không cho lợn về để mà chăn. Đúng cho đồng đoàn luôn, mà hai nữa nó không nuôi lợn bột, nó toàn mỗi lái không. Đúng rồi, nó làm như thế thì nó mới đảm bảo an toàn được mà thật sự là bọn cháu nó phải lên đấy ở 1-2 ngày nó mới cho vào chuồng. Chứ còn nếu mà vừa mới lên xong mà bảo vào chuồng không bao giờ, không có đâu ạ. Đấy, trại của nó làm ngặt lắm mà cái khu để mà công nhân ở với cái khu chuồng nó cách xa nhau và nó đi qua bao nhiêu lớp cửa nữa. Tắm 2 lượt mới được lên chuồng. Đấy, đấy. Sao mà biết nên là nó... Đấy, thế nên tại sao mà họ làm ngặt như thế? Nên là họ mới có cái lý do để họ không làm tay xanh. Nhưng mà thực ra là nó cũng sẽ có những cái nhược điểm. Đó là hiện tại thì nó âm tính, thế nhưng mà vô tình đến lúc mà nó dương tính thì cái việc chữa lúc đấy là nó chỉ là cứu được mạng sống của lợn thôi. Chứ còn virus mà nó đã xâm nhiễm vào trong con lợn nái rồi thì là nó sẽ tồn dư ở đấy và sau này nó sẽ gây ra một cái hệ quả rất là nghiêm trọng. Đối với công ty thì nó sẽ sẵn sàng nó hủy số nái đấy đi. Nhưng mà đối với mình thì bây giờ là một đống tiền. Bây giờ vừa mới đầu tư con nái đẻ được 1-2 nứa cái đã bảo hủy nái, chết tiền à? Đúng không? Thế nên là nó sẽ dựa vào từng yếu tố để mình có những phương pháp chăn nuôi nó thích hợp. À cái Grasser này mà tiêm lợn nái tiêm vào thời điểm nào? Grasser thì chú chọn thời điểm thích hợp. Một là có thể là... Nó chữa rồi có tiêm được. Chữa rồi thì vẫn tiêm được. Nhưng mà thực ra là nó cũng sẽ có những cái tỷ lệ không mong muốn xảy ra. Nếu như để mà an toàn nhất thì cái thời điểm mà nó đẻ xong ấy, nó đẻ xong thì thường nó sẽ nuôi con tầm khoảng 3-4 tuần. Thì trong 3-4 tuần đấy thì mình có lịch tiêm vaccine nào thì có 3 tuần để tiêm vaccine đấy. Chị ở nó đang chữa nó kiểu là như chị cảm tưởng như nó bị run sán ấy, mình có tiêm tẩy run không? Tẩy run thì bắt buộc là phải đẻ xong mới được tiêm. Sẽ hỏng thai rất là nhiều, ảnh hưởng đến thai cao. Thường cái lịch tẩy run là cháu sẽ hướng dẫn mọi người là ngày mai tách sữa thì ngày nay sẽ tiêm tẩy run. Để làm sao? Bởi vì là hôm nay mình tiêm tẩy run là ngày mai nó tách sữa thì nó sẽ làm tiêu sữa đi và lợn con lợn mẹ ấy, nó sẽ không bị tức sữa nữa. Đấy, nó hai trong một.
Một là tẩy được giun, thứ hai là làm cho con lợn mẹ đỡ bị tức sữa. Đấy. Đang bảo lấy một cân cái xe len ấy đây. Không, đợt này không dùng xe len nữa. Đợt này dùng càng cái kích lên giống này thích lắm. À, cái chú y xã nó bảo mình muốn tiêm dịch tả thì mình phải đăng ký à? Đúng rồi. Đăng ký với huyện, với thành phố. Hôm qua, hôm nay ta lại gọi lại. Nó như thế này, nó... Có tiêm không? Chị bảo chị trả tiêm nữa, để cho họ tiêm chán cho mình phải tiêm cho nào. Nó như thế này nhá. À, công văn thông báo ra, giấy trắng, mực đen và dấu đỏ là nó sẽ tiến hành làm hai đợt. Đợt thứ nhất là chỉ có 600.000 liều thôi. Và ai muốn tiêm thì phải đăng ký với chi cục thú y của thành phố. Rồi. Sau đó là đăng ký xong, bắt đầu nó lên danh sách. Và nó bắt đầu nó cấp phát cho là tỉnh này được bao nhiêu liều, tỉnh kia được bao nhiêu liều. Thế lúc đấy thì bắt đầu tỉnh nó mới lại rót xuống dân, nó là dân là ai đăng ký. Nếu mà vùng này đăng ký đạt chỉ tiêu rồi là nó cứ thế nó tiêm. Thì là nó sẽ cho người về tiêm và theo dõi và giám sát cho mình. Để xem là mức độ bảo hộ của vaccine nó đạt đến đâu và sau khi tiêm con lợn có tác dụng phụ gì không. Và tất cả các biến chứng sau khi tiêm là người ta phải lưu lại để theo dõi. Lúc xuất trường. Sau đó bắt đầu đến đợt 2. Đợt 2 thì bắt đầu lúc đấy nó mới tiến hành đại trà như thế nào thì lúc đấy nó thông báo công văn sau. Còn hiện tại bây giờ là chưa có công văn. Bây giờ chỉ có công văn là thông báo là chia làm hai đợt. Và thực tiếp là đợt 1 là chỉ có 600.000 liều giống hệt như họ gọi điện cho chú bảo đấy. Thì lấy thử 25 liều. Chú không tiêm là không tiêm mà chú tiêm là chú tiêm. Tiêm là phải tiêm hết. Tiêm là phải tiêm hết. Còn chú bây giờ nhá, chú tiêm ô này. Cái vaccine nó chính là cái mầm bệnh làm yếu hoạt lực đi để đưa vào cơ thể động vật. Thế bây giờ chú tiêm ô này thì nó đưa vaccine vào cơ thể nó rồi, nó bắt đầu nó làm quen với mầm bệnh rồi. Và nó lại có cái mầm bệnh ở trong người và nó đào thải ra bên ngoài rồi. Thì ngay lập tức là trong chuồng nhà mình có mầm bệnh, thế cái đàn bên kia chú lại không tiêm thì chắc chắn nó sẽ nhiễm vào. Không tiêm là tiêm, không tiêm mà chú tiêm, chú một tiêm hết. Là tiêm hết. Chuồng nái ở bên kia không liên quan thì không tiêm. Còn nếu mà đã thịt tiêm là tiêm hết, còn nếu không tiêm thì sẽ không tiêm con nào cả. Chứ còn đừng cái kiểu nhứ là ô này tiêm, ô kia không tiêm. Rồi đến lúc nó nổ ra nó cũng biết lúc nào đâu mà tung tóe như pháo hoa luôn đấy. Đấy, nó là như thế nên tại sao mà em mới khuyến cáo mọi người là tạm thời là thôi cứ để cho mọi người làm chuẩn bạch trước đi còn mình cứ từ từ. Thì tại vì hồi này mua cái tivi trả góp ấy, cứ thấy số rác nó có gọi. Ở trong Thủ Đức thì mình liên quan đến Thủ Đức đâu mà lại cứ bảo là ấy. Đây này, cái này là đợt này nó thay xe len chú ạ. Xe len thì nó có một cái nhược điểm, nó là phải chăn lâu thì mới có tác dụng. Ồ, xe len đợt trước rồi thì Thúy màu ấy cơ mà. Màu xanh. Nhưng mà đợt này là em không dùng xe len nữa, đợt này em khám phá ra cái này. Cái này á, nó sẽ giúp kích thích cái buồng trứng và cái nang trứng nó phát triển để nó tạo ra những cái quả trứng rất là chắc và không có trứng lép. Thì khi bắt đầu trứng nó chắc thì bắt đầu nó rụng đều. Nó hình dung ra đúng như cây sung của nhà chị. Nếu mà nó ra đồng loạt thì nó sẽ chín đồng loạt và nó sẽ rụng đồng loạt. Thì cái này nó sẽ có tác dụng thế, nó sẽ kích thích cho cái nang trứng phát triển để nó cùng một lúc nó tạo ra rất là nhiều nang trứng, rất là nhiều trứng và rụng cùng một lúc, cùng một thời điểm. Thế nên là nó sẽ khi mà đưa cái này vào thì là nó sẽ làm cho cái tình huống đấy nó xảy ra. Và khi nó xảy ra cái tình huống đấy thì nó dẫn đến là con lợn nó lên giống một cách rõ ràng, mẩy đỏ, căng, mọng. Sau đó là mình sẽ phát hiện cái kỳ lên giống của nó rất là rõ thì mình sẽ chọn được cái thời điểm phối giống thích hợp. Thì khi mà mình phối giống thích hợp thì nó sẽ đậu được nhiều con. Thì khi nó đậu được nhiều con rồi thì nó sẽ ra, khi mà cái nang trứng nó đều nhá, nó sẽ tạo ra những cái quả trứng nó đều nhau, quả nào nó cũng như quả nào. Thì khi mà nó phối tinh và nó tạo được ra cái hợp tử nó rất là đều nhau thì đến lúc nó sinh ra những cái con lợn con nó cũng rất là đều, nó không có con to, con nhỏ, con còi. Đấy, đấy cái này em bảo chị là đấy. Muốn đẻ nhiều hay không? Đấy, 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 muốn đẻ nhiều hay không là dùng cái này. Cái video đợt vừa rồi em làm mà có những nhà mà đẻ được 26 con lợn con mà hai con lợn nái đẻ được 50 con lợn con là vì là dùng cái này. Tôi chả dùng đâu, cũng đẻ 25 con chết dở. Đấy. Covid mất tiêu xong. Bán có người mua. Đấy. Chốt hết. Biết đi. Nhưng mà mình sẽ phải chọn thời điểm để chăn để cho nó đẻ vừa phải, chị hiểu không? Nếu mà mình lạm dụng nó, mình chăn nó quá nhiều thì nó sẽ đẻ ở mức độ đấy. Còn vấn đề là mình, ví dụ như em khuyến cáo mọi người là như thế này, sẽ có hai trường hợp. Một là con nái đang đẻ thuần rồi. Thì là mình sẽ chăn vào tình huống đó là cứ trước khi tách sữa 3 ngày là mình cho ăn cái này. Và đến lúc tách sữa xong là mình chỉ ăn thêm 2 ngày nữa thôi. Tức là tổng là mình chỉ chăn 5 ngày thôi, là tức là một con nái là chăn hết 1 cân này. 1 cân này là chia cho 5 ngày, mỗi ngày chăn 2 lạng. Chăn đúng 5 ngày, không chăn nhiều, chăn đúng 5 ngày và chăn đúng hết 1 cân này thôi là dừng. Thì sau đó là dừng xong là bao giờ nó lên giống là thụ tinh là bình thường. Thế còn nếu như một con nái mà chị chăn 1 cân rưỡi 2 cân này hoặc là chị chăn một ngày tầm khoảng 200-300 g 400 g, em đang khuyến cáo là một ngày chăn 200 g mà chị chăn lên 400 g thì nó đẻ 26 con là phải rồi, đúng không? Mình chăn vừa phải thôi thì nó chỉ đẻ ở dao động ở mức tầm 18 con hất về, thì lúc đấy mình chỉ chọn đến tầm khoảng 14-15 con đẹp nhất, còn lại những cái con kia mình bỏ đi mình cho dân,
mình không chăn, thì mình sẽ có cơ hội để mình lựa chọn những con lợn tốt nhất, khỏe nhất để mình nuôi. Còn những con lợn còi thì tốt nhất là mình bỏ đi. Đấy, thì là mình sẽ tạo được ra những cái đàn lợn nó đều hơn. Thế mà mỗi một con nái thì chăn cái này, mà cái căn chăn cái này thì chỉ chăn trong vòng 5 ngày thôi là tác dụng. Như nếu xe len thì bắt buộc phải chăn từ lúc mà bắt đầu đẻ ra và nuôi con là phải chăn rồi. Và chăn một cân đấy chăn xuyên suốt quá trình nuôi con. Thì đến lúc tách ra thì là nó mới lên đều. Thế nhưng mà vấn đề là con này thì vẫn chăn hết một cân, nhưng mà chỉ chăn trong gói gọn trong 5 ngày thôi. Đấy, thì nó lên sẽ giống rất là đều. Và hơn nữa là có một trường hợp nữa là con hậu bị, mà đợt tới nhà chị bắt về, thì nếu mà muốn con hậu bị nó lên giống đều và lên giống đạt và đẻ con đạt ở cái lứa đầu tiên, bởi vì là thường là cái con hậu bị mà lấy giống ở lứa đầu tiên là thường nó sẽ đẻ rất là ít con. Thì nên là mình chăn cái này, thì nhưng mà nếu mà chăn cái này thì mình phải cân đối là chăn trước khi nó lên giống tầm 10 ngày. Tức là mình ước lượng là thường là nó về chuồng nhà mình nó phải lên giống đến 2-3 lần rồi mình bỏ qua rồi, xong bắt đầu mình mới lấy đi mới đực đúng không? Mình mới lấy tinh đúng không? Thì là mình cân đối là lứa trước mới lên là tầm ngày 20, thì lứa sau phải tầm mùng 10 mới lên. Thì mình sẽ chăn cái này, căn cái này mình đón trước tầm 10 ngày. Mình đón trước tầm 10 ngày thì mình chăn nó 5 ngày, thì chăn 5 ngày nghỉ, 5 ngày là nó lên giống là mình lấy được thôi. Đấy. Thì nó nói ra như thế. Bắt đầu tách con là cho ăn trước 1-2 ngày, xong tách con xong là cho ăn là mấy hôm nó đậm bồng đấy. Đấy, đấy. Ngày thứ 6 là thường vẫn đấy. Là nó phối rồi. Đấy, bởi vì đợt này cháu bán rất là nhiều cái này, bởi vì là nó có tác dụng thật sự và đã đi lấy được những cái nghiệm thu của người dân chăn nuôi thật sự. Thế nên là đợt này bán cái này hiệu quả. Thì chị cho ăn beta C rồi lúc chửa mà gần sang bên này đấy là chị cho ăn rồi. Thế còn bắt đầu đến lúc ngày đẻ là gần ngày đẻ là chị phải cho ăn điện giải để cho nó mát đi. Mát điện giải chị mùa nóng này thì ngày nào chị cho ăn, bữa nào buổi sáng sáng là chị cho ăn. Cứ sáng này chị cho ăn này. Cho ăn ít thôi, đừng cho ăn nhiều lại không tốt đâu. Thế Sáng này chị cho ăn điện giải này, cho ăn beta C này, cho ăn men này, nghĩa là trộn đống vào nhau này. Xong rồi buổi trưa đến này. Thế thì lại sai rồi. Điện giải với men mà chị chăn với nhau là hai cái đấy nó phá nhau. Nó phá nhau, nó làm mất tác dụng của nhau đi. Men mùa này, mùa buổi sáng là ưu tiên điện giải, thì buổi chiều chị chăn men sau. Hoặc nếu không thì tốt nhất là 3 ngày hôm nay chị chăn điện giải thì chị không chăn men nữa, mà 3 ngày sau chị không chăn điện giải nữa thì chị mới chăn men. Có nghĩa là chăn lệch nhau đi. Tại vì bọn chị không thể có thời gian là ngày trộn 3 bữa được. Ngày chỉ trộn được một bữa thôi. Thì tương nhiên là ví dụ như hôm nay trộn điện giải thì mai là trộn men, ngày kia trộn điện giải thì ngày kia là trộn men. Hoặc nếu không thì 3 ngày liền trộn điện giải, xong đó lại 3 ngày liền trộn men. Cách nhau ra như thế. Chị buổi sáng là chị cứ trộn tổng hợp là cứ beta với cả điện giải men cứ tống vào một. Thế ở xe còn cái này để cho 3 buổi trưa, buổi trưa đấy. Còn mỗi một cân. Hôm nay không mang đi. Mai trưa mai thì nào cho tôi là trở đi lấy trả hộ là. Thôi chú cứ chăn tạm một con đi, xong rồi mai kia cháu gửi bưu điện vào cho là được. Trên Sơn La đấy là hôm đấy tôi xem trên đây. Hôm đấy đi bắt lợn hộ nhà đấy cháu phải nghỉ làm trước đấy 3 ngày, cháu không được đi đâu, xong cháu mới dám lên trên đấy. Thế đuổi ra đuổi vào bao nhiêu? Đấy, bởi vì lên đấy nha, cái khâu chờ xe rồi chờ xuất lợn lâu lắm. Nhưng mà trong bên cửa nó đuổi lợn ra trông bẩn bẩn mà sạch gì. Bẩn xong rồi nó phun sát trùng nhiều, mắt nó còn đỏ ngầu lên đấy. Trong gạch xây bẩn bẩn. Nghĩa là mai mình đi. Cái chỗ đấy nó là cái lò gạch mà. Đấy đúng rồi, chuẩn. Chỗ đấy nó là cái lò gạch mà. Đấy cái lò. Anh nhìn thấy cái cặp mà cặp nung nhung ấy nhờ chị Hoa phải có nước lọc nhỉ. Nếu ông không là nó bị say nhỉ. Đúng rồi, hòa với nước lọc với hòa cho beta vào. Cái cặp đông nhung đấy khi mà chị dùng một mình là rất dễ bị say và sốc. Thế nhưng mà em có cách hòa như này là chị hút đủ lượng nước mà để cho lợn uống ấy vào cái chén này. Xong rồi chị lấy một cái thìa beta C hoặc là thìa sữa đổ vào đây, ngoáy đều nó lên cho nó thành một cái dạng sệt sệt. Nó sệt sệt như kiểu bột ấy. Thế xong bắt đầu là chị mới hút cái dung dịch cái cặp phục hồi đấy. Ở đấy thì một con bao nhiêu? Khoảng một con thì bao nhiêu? Một con cứ ước lượng là 1 C này cộng 1 C kia là sẽ được cho tầm 10 đến 15 kg lợn. 15 kg lợn. Thì nếu như là con lợn tầm 10 đến 15 cân thì mỗi con uống hết 1 C này 1 C kia. Còn nếu như một đàn 10 con mà mới có 15 cân, tức là mỗi con được có 2 cân thôi, thì là một đàn mới được có 20 cân, thì chỉ hút tầm 2 C này 2 C kia hòa vào một nước ít nước ấm, xong cho cái beta hoặc là cho cái sữa hòa dạng dẹt sẹt lên, xong bắt đầu mới cho cái cặp gồ đấy vào, xong mới lấy xin anh bón cho từng con một, bón dưới dạng nhỏ giọt để cho nó uống và nó nuốt từ từ, nó tự nó có phản ứng nuốt thì nó mới nuốt xuống cái đường thực quản. Còn nếu như là phịt một phát là nó sẽ vào đường khí quản thì lúc đấy nó sẽ bị sặc vào phổi là nó sẽ chết. Không, nó không chết mà nó như say như kiểu say. Ôi dồi ôi, có nhiều nhà chữa được 15 con lợn thì chết mất 7 con vì cái tội đấy. Nó không chết mà nó say thôi, nhưng hôm sau nó tỉnh. Hôm sau chị tiêm gluco với tiêm atovin thì nó tỉnh. Nhưng mà tỉnh xong là khỏi. Tỉnh xong thì thấy bình thường. Kiểu anh như say kiểu say rượu. Quên mất hôm đấy không hỏi. Đợt
đợt tới em đang nghiên cứu. Quên mất không hỏi là sao lại tự nhiên con lợn nó chay thế. Em đang nghiên cứu và em đang đặt cái lô từ nước ngoài về là em sẽ đặt hàng bột chứ em không đặt hàng nước nữa. Ừ, bột cho nó dễ. Nhưng mà cái cặp phục hồi này nhá, rất nhiều người phản ánh lại với bọn em rồi là mọi người bảo là ui cái cặp đấy tao cứ cho lợn tách co, có nghĩa là lợn biết ăn cám rồi ấy, là tao cứ hòa ra tí nước xong tao vẩy vào cám, tao trộn đều lên cho nó ăn. Thì cứ một tuần ăn 3 buổi như thế là lợn của tao không bao giờ phải lo vấn đề đi ỉa. Tức là ngày xưa rất là đau đầu về vấn đề đi ỉa, nhưng mà từ ngày có cái cặp phục hồi đấy rồi là nó có hai lọ, một lọ lớp màu xanh và một lọ lớp màu trắng. Thì là pha hai cái lọ đấy vào nước xong bắt đầu là vẩy vẩy vào cám xong trộn trộn lên là thả vào máng cho nó ăn. Thì là cứ một tuần chỉ cần 3 lần làm như thế thôi là con lợn không bao giờ lo lắng về vấn đề bị tiêu chảy. Bởi vì là thứ nhất nó làm cho cái lông nhung đường ruột nó phát triển, nó dày lên, cái đường ruột nó dày lên thì nó ăn đến đâu nó hấp thụ được đến đấy, thì nó con lợn nó nhất là nhanh lớn. Còn cái nước màu xanh ấy là nó sẽ cân bằng lại cái hệ vi sinh vật có lợi và có hại trong đường ruột. Hôm đấy chị có một con nó lìa quá, chị bảo ủa cái cặp này rõ ràng là mình hút thử xem, cũng không hòa gì đâu, hút thử xem. Hút uống trực tiếp? Ờ, hút có lửa mỗi cái có lửa xe thôi. Phê lói mắt. Nó uống ra nó phê xong bắt đầu nó như ấy, xong bắt đầu chị mới tiêm gluco, xong bắt đầu tiêm atomin. Thì thấy một lúc sau thì thấy nó tỉnh, tưởng ông vẫn đấy chắc là chiều nay chắc nó ngoẳng ra chắc chuối. Lần sau chị pha cùng với lại beta hoặc là sữa ấy thì là nó sẽ đỡ bị ấy. Quên mất hôm đấy bảo không hỏi mà cái cặp này dùng thế nào. Chỉ bảo nghĩ chắc là hai cái đó. Còn nếu mà hôm nào mà không có beta, không có sữa thì chị lấy cơm nguội xong bắt đầu chị trộn cùng cái nước đấy. Xong là chị trộn, chị lấy tay chị nhào nát đấy, xong bắt đầu chị bóp cho mỗi con một ít nắm cơm vào trong mồm nó, hay là nó nhai là nó nhuất thì nó không bị sặc. Chị hiểu chưa? Nó phải để cho nó tự nhai và nó tự nhuất thì nó mới vào cái đường thực quản. Còn nếu mà mình để cho nó mà phịt một phát là nó sẽ vào đường khí quản, là nó sẽ đi vào phổi, là nó sẽ sặc, nó chết. Mình hay nhỏ Menacto thì mình hay phịt như thế thì mình nghĩ là chắc là nó uống kiểu như Menacto thôi. Em nếu mà nhà nào mà có máy xay thì máy xay, còn nếu không nên là cho cơm ra một cái bát con này, xong mà cho thuốc vào, xong mà nhào nhặn xong bắt đầu là mỗi con làm nắm được một cái nắm cơm nhỏ nhỏ, thế là bón vào mồm, thế là tự nhai tự nhuất, thế là ăn được cái thuốc đó vào là khỏi. Đấy, chị bảo rõ ràng mồm bảo là mình mà quên mất không hỏi cách sử dụng như nào mà thôi thì thôi cứ bơm một cái con lửa xê. Nhưng hôm sau thì thấy nó cũng không đi ỉa, nhưng thấy nó bình thường. Tưởng hôm đấy có thấy là tưởng chết. Cái nhà cái chị ở trên Tuyên Quang đấy, cho nó uống rồi nó say điên say đảo đấy. Xong là cuối cùng nó hôm sau dậy và khỏi tịt em ạ. Không thích con nào bị nữa. Nặng. Cái video đấy chính là cái đàn ấy chữa đi chữa lại của bao nhiêu thầy rồi, xong cuối cùng em lên em cho uống rồi đấy là khỏi. Cái cặp ấy đấy, cặp phục hồi lông nhung. Cái cặp mà nước màu trắng với nước màu xanh ấy, nó gọi là phục hồi lông nhung. Cái đấy nó kích thích mọc cái tế bào lông nhung, nó mọc dày lên. Con gà với con vịt bị tiêu chảy uống cái đấy cực nhạy luôn. Cái giai đoạn mà úm gà này em hay cho uống cái đấy, cứ một tuần 3 buổi hòa vào nước uống. Tính ra hòa gà nó uống không tốn đâu, 1 c đấy cho 1 lít nước cơ mà, nên là tính ra là không tốn đâu. Gà nó ít hơn lợn. Mấy đàn vừa rồi nhàn ở cái chỗ là cái lọ giỏ si rô đỏ đấy, mấy cái men vừa rồi mới biết đấy, mấy lấy một hộp đấy. Menacto. Sướng lắm, chả đi giấy đá gì. Đúng rồi, mọi người bảo là cái men lacto của nhà em ấy pha cùng với cái lọ siro coli ấy, pha lẫn lại với nhau xong giỏ hiệu quả hơn. Không, sáng giỏ cái lọ, chiều giỏ cái kia. Có một chú bảo là chú pha lẫn lại với nhau, chú giỏ một lần chú đỡ phải bắt lợn nhiều lần. Đấy, là chú giỏ cái đấy là nó khỏi nhàn. Giỏ 2-3 ngày liền, sướng chả bị gì. Đấy. Thích thật đấy, nhàn. Chân lợn sướng nhất là không bị đi à? Đúng. Nhưng mà sau quá chục ngày đấy này, gần bắt đầu từ 13-14 ngày bắt đầu nó mới bị. Thì nó lại bị thì lúc đấy chú lại tiêm cái cặp này. Thì là nó lại được cái cả sunfa cả enzo thì lại tiêm cặp này. Chị cứ tiêm đấu một xe này một xe kia chị chọc thôi. Mà. Chị tiêm một mũi thôi, hôm sau cũng không thấy gì. Bà ấy lại tiêm cái enzo mới lại đổ cái men cái gì cái thích sinh trưởng đây, đổ cái đấy thì cũng khỏi, một mũi enzo với một cái men đấy đổ là cũng lại khỏi. Đấy, mọi người cứ dùng, đầu tiên là mọi người cứ dùng là như vậy, sau này đến lúc tầm khoảng 1-2 năm rồi bắt đầu là cháu lại thay đổi công thức để cho cái chất lượng thuốc nó tiến triển lên, nó tránh cái hiện tượng nhờn thuốc. Chứ còn nếu như bình thường nhá, các chị chỉ theo em được tầm 1-2 năm thôi, xong bắt đầu là nhờn. Nên là tại sao em phải luôn luôn biến đổi công thức để cho nó tránh nhờn thuốc cho các chị. Thế đợt đấy chú phải đi tắm nhờ mất lâu không? Gần 1 tháng, giải rắc phải 1 tháng, tại không dám tiêu hủy những đàn kia. Thế là phải mất tháng, hơn tháng mới về nhà. Cái hôm đầu tiên chú bị chưa? Chú hôm nay không dám về nhà. Cô khóc suốt. Xong bắt đầu là chú phải lấy quần áo, treo qua rào lấy quần áo để... Thì bà ấy đưa ra cổng, đưa ra cửa, cái này đóng tịt vào, về lấy thức ăn, thế gạo bà ấy đưa ra vào đúng khổ hơn Covid. Nghĩ nhục thật đấy. Tại thằng con nó lại, lắm hôm nó lại thương bố, lại mang thức ăn ra cho chứ... Ra lái xe cổng, lái xe mày lán đấy, xong rồi lại...
mang thức ăn ra bảo thì bố ấy chưa cho lại răng thịt răng thà là mang cho ăn không có thì thịt ngoài này không có tủ lạnh thì ăn bữa một bữa này là thiêu lại đổ đi thêm trứng gà thì lại thấy bảo thế mà nhà cháu ăn ở đấy cho bảo nhà cháu thôi mỗi người một chuồng nhà cháu không có nhà cháu một cái vấn đề vẫn từ ngõ sang chuồng kia. Nhà chị là nó có hố vôi. Không. Nhà chú ấy pha trước phải đi cấp cứu rồi nên là pha này phải cẩn thận. Khi mà nó rẫy chết, nó sốt cao rẫy chết thì nó lại cũng xoài cả bòn bọt máu ra lửa mới sợ cơ, mới nó lôn. Mà đang vào có bầu mấy chửa mới động bồng hết lượt rồi. Thế qua nhà tôi thì tôi huyết áp cao nên là tôi hoảng quá này, hai lần xuống trạm cấp cứu. Thế thì lại bị một bữa hôm đấy đầu tiên nói chuyện với thằng con trai, ôi rồi lại như lần trước rồi, chết rồi, mất nhà đến nơi rồi. Không ai dám vào lợn đợt này. Mà ngoài này thì mình lại đang liếng xiếng không, sợ quá. Ôi rồi, em làm video đây, mọi người bình luận, mọi người bảo là ở trong nhà tôi bán 700.000, 800.000 một con lợn con, không ai mua. Bởi vì dịch bệnh không ai dám vào lợn. Nó nổ mạnh thôi, nhưng bây giờ người ta vẫn mua. Đấy, lợn công ty thì vẫn phải đủ 1.400.000 nó mới bán. Nhưng mà lợn thường, lợn dân mình không bán nổi. Nói thật chứ bán lợn con là khó. Không có người mua cho. Rồi, nói dịch, đang tầm dịch. Mai nhớ nhập lợn về là phải đưa kháng thể với gluco vào cho nó luôn. Tại vì nó nóng. Nó nóng như này nó rất là mệt và cái yếu tố stress của nó rất là nặng. Nên là mình phải tiêm luôn. Cho uống hay tiêm? Kháng thể là phải tiêm mà. Kháng thể với gluco là tiêm. Kháng thể với gluco là phải tiêm. Cứ chịu khó là đuổi con nào xuống ô tô cái là dí luôn hai mũi, hai vợ chồng hai bên dí luôn hai mũi, vừa là đếm lợn mà lại vừa là tiêm luôn. Thế xong là tiêm xong rồi là vào chuồng. Tiêm xong rồi cho uống men. Rồi. Sau 2 tiếng sau, 1 tiếng sau mình cho uống beta C mới điện giải. Thường là nếu mà nó nóng mà nó khát nước thì là cho nó uống men xong 1 tiếng là cho uống điện giải luôn. Còn nếu mà mùa đông thì để 2 tiếng cũng được. Không, về tối rồi thì nó mát rồi. Ví dụ như nhà chị là sẽ giống như nhà anh Cường hôm trước là về lợn là về tối. Lợn về tối thì là cho uống men, cho uống điện giải, xong cho uống beta, xong bắt đầu quay ra hòa nước trắng cho uống, xong sáng hôm sau lại thế. Xong đến chiều hôm sau nó bắt đầu cho ăn được rồi. Nghĩa sáng sau mình cũng hòa như kiểu buổi tối đấy. Ừ, cũng lần lượt men, beta, điện giải, đấy, kiểu thế. Rồi mình trộn men với beta với amox. Xong đúng rồi, xong đến lúc nào mà nó ăn mạnh rồi, lúc nào nó quay ra nó ăn mạnh rồi thì là bắt đầu từ lúc nó ăn được rồi thì nó bắt đầu là trộn amox rồi trộn men, beta, điện giải vào trong cám. Thì ví dụ như mình có thể lân ra là điện giải mình trộn cùng với beta, còn men thì mình trộn cùng với lại amox. Bởi vì cái men của em nó chịu kháng sinh rồi nên trộn không có mất được. Nhưng mà bản thân là men trộn với điện giải thì nó sẽ phá nhau, nó sẽ không còn cái chất men nữa. Thế còn xong một tuần liên tục đầu tiên là mình sẽ trộn amox. Và xong một tuần nghỉ tầm khoảng 3-4-5 ngày. Xong mà tiếp theo là mình sẽ trộn cho nó một đợt floor hoặc là doxy. Không có là nó hay bị sổ mũi. Ừ, đúng rồi, không là hay về là hay dính sổ mũi với lại ho. Là amox đầu tiên là mình sẽ trộn để là phòng các bệnh tổng hợp. Nhưng mà về sau là kiểu gì nó hay dính với cái bệnh đường hô hấp thì mình chặn trước nó đi thì mình sẽ trộn floor hoặc là doxy. Về tuần đầu tiên thì mình làm cái gì? Cháu xin gì trước? Về là chăn trong vòng một tuần đầu tiên khỏe mạnh bình thường thì bắt đầu mình làm vaccine là đầu tiên là ưu tiên là tả xong đến tai xanh xong là màu nóng móng xong đến khô thai. Đấy. Nó có lịch vaccine quên mất không bảo các em in nhá. Xong em chụp em gửi cho nhá. Cứ tiêm tả là cho em trước. Tả là cái đầu tiên bởi vì là cái tiêm tả nó không những để phòng tả mà cái tiêm tả nó sẽ giúp kích hoạt được cái hệ miễn dịch của cơ thể nó lên, nó giúp khi mà tiêm tả cổ điển xong ấy, tiêm cái colapet xong ấy, nó sẽ làm cho cái cơ thể nó tiết ra một cái chất nó gọi là interferon. Tả pháp ấy. Đấy. Cứ mà cứ đảm bảo được cái đầu tiên nó là cái tả và cái tay xanh. Hai cái đấy là hai cái chuẩn nhất, nó bắt buộc phải làm. Thế còn lại là nếu bổ sung được thì nên tiêm thêm APP với lại cái Grasser với Seiko. Ba cái đấy nữa là tuyệt vời. Thế trước là chú đợt vừa rồi chú bảo chú dùng Selen là cháu là nó đẻ đều gì? Đẻ nhiều con nào cũng nhưng mà do tiêm cái tay xanh đấy thì nó bị teo thai con nào cũng bị thì tiêm hai lần tay xanh một lần Moliger xong rồi một tuần xong lại tiêm của thôn nó cho. Thế mày này. Tiêm của thôn tiêm được thịt thôi. Ông ơi nó thịt thôi. Mà cho lái đấy phải lấy tiêm là hai chủng. Thịt mà vấn đề là tiêm lợn thịt là cái chuồng thịt nên nó phải tách riêng với chuồng lợn nái chứ còn nếu mà thịt mà chung với lợn nái thì cũng không tiêm như thế được đâu. Tai xanh này là nó đã là ba chủng rồi ông hiểu không?